những điều cần biết khi đi tiêm phòng vaccine COVID-19. 1. Khi đi tiêm và sau khi đã được tiêm phòng vaccine COVID-19, cần đeo khẩu trang và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19. 2. Hỏi nhân viên y tế và lưu lại số điện thoại của các cơ sở y tế cần đến trong trường hợp khẩn cấp. 3. Lưu giữ giấy xác nhận tiêm phòng vaccine COVID-19. 4. Tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh hoặc quét mã QR code tại cơ sở tiêm chủng vaccine COVID-19 để quản lý thông tin tiêm chủng của cá nhân mình. 5. Thông báo cho cán bộ y tế và cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để báo cáo các phản ứng tiêm mà bạn có thể gặp phải. 6. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy thực hiện đầy đủ các khuyến cáo, tự theo dõi sức khỏe bản thân. 7. Khi có dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường, theo hướng dẫn của nhân viên y tế thì phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời. Tiêm phòng vaccine COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và là trách nhiệm đối với cộng đồng.